Tôi thấy là các bạn đi làm việc, thứ nhất là mấy năm rồi, lịch sử đã làm mấy năm rồi, rất là tốt. Tôi cũng chia sẻ với các bạn là tôi cũng được rất là nhiều công ty mời làm cùng, góp vốn, người làm cố vấn, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, mình cũng chỉ có từng đó thời gian là 24 tiếng, đúng không ạ? Một ngày cũng chỉ có 24 tiếng, một tuần cũng chỉ có 7 ngày. Vậy mình hãy chọn một cái đối tác tốt nhất để mình làm cùng. Hoặc nếu mình còn sức lực nữa thì 1-2 đối tác, 3 đối tác để mình làm cùng, đúng không ạ? Vâng, chứ mình không thể làm mà thấy ai đến với mình cũng happy được, đúng không? Thế thì như thế thì có mà chết, mình không có đủ sức. Đấy là cách các bạn sẽ bán được nhiều đơn hàng, nhưng không phải là ngay lập tức, ok? Các bạn tự tin xem mình bán được bao nhiêu đơn hàng mỗi ngày để đặt mục tiêu ra. 100 đơn hay 200 đơn thì chia vào các kênh. Kênh này bao nhiêu đơn thì làm sao để có được kênh này. Còn live stream bán rất tốt. Live stream bây giờ là một kênh bán cực kỳ tốt luôn. Và ok, tiếp tục slide tiếp theo đi. Đấy, phát triển hệ thống cho đại lý bằng cách bán hàng trên các nền tảng. Thì đây là mô hình mà các bạn nên áp dụng cho bản thân mình hoặc là đi theo các cái đội nhóm. Đấy, sử dụng Facebook bán hàng này, bạn phải học hỏi từ những người thành công nha. Bạn muốn bán hàng thành công thì điều đầu tiên là bạn phải học hỏi những người thành công. Ví dụ như là trên Facebook của các bạn bây giờ tôi thấy rất nhiều người mà chưa có nổi một cái avatar đẹp, chưa có nổi một cái ảnh bìa đẹp, hiểu ý tôi không? Chưa có nổi vài nghìn bạn bè thì thử hỏi mình bán cho ai, đúng không ạ? Chưa kể đến là mình chẳng có uy tín thương hiệu gì ở trên đó cả, người ta chẳng biết mình là ai. Ví dụ như mình là một con bé sinh viên chẳng ai biết thì rất là khó bán, bởi vì bán hàng nó đòi hỏi uy tín chuyên môn, nó đòi hỏi uy tín bản thân. Uy tín chuyên môn là gì? Chẳng hạn như bác sĩ thì người ta sẽ chuyên khám xét, đấy gọi là uy tín chuyên môn. Uy tín bản thân là người này chưa bao giờ lừa đảo, người này là sao ạ? Rất là tốt, người này là rất là tích cực với cộng đồng, đấy là uy tín chuyên môn. Đấy là uy tín cá nhân. Và thứ ba mới đến các cái kỹ thuật của bán hàng. Hai thứ đầu các bạn đang thiếu rất là rất rõ ràng. Các bạn không hề có uy tín chuyên môn và không hề có uy tín cá nhân. Tất nhiên là theo nghĩa ở trên mạng nhé. Đừng hiểu sai là bạn không có uy tín trong đời sống. Các bạn là những người có uy tín ở đồng nghiệp, các bạn là một người uy tín. Nhưng mà ở trên mạng các bạn không bán được hàng hoặc chưa bán được hàng là do các bạn thiếu uy tín chuyên môn, thiếu uy tín cá nhân. Tôi là một người có thể nói nha, có thể nói là có uy tín chuyên môn nhất định và có uy tín cá nhân nhất định. Đấy, tôi phát biểu là rất thận trọng đó. Khi mà tự tôi nói về tôi là tôi phải phát biểu rất thận trọng. Tôi nói là có thể nói, đúng không ạ? Và tôi nói là có uy tín chuyên môn nhất định và uy tín cá nhân nhất định. Tôi không biết mức đó là nhiều hay ít vì không bao giờ được. Bởi vì sao? Các bạn ngồi đây nghe tôi nói không cần bất kỳ sách vở gì mà các bạn nghe cả một buổi các bạn vẫn thấy thích chứng tỏ rằng là có uy tín chuyên môn, có kiến thức thực sự, đúng không ạ? Cái đấy là mình phải khẳng định được. Thì khách hàng người ta mới theo mình. Bây giờ đấy, các bạn thấy bác sĩ rất nhiều người khám cái này không cắt cái khác là người ta uy tín chuyên môn chưa tốt, đúng không ạ? Và cứ cắt như thế vài lần còn đâu uy tín cá nhân nữa, đúng không? Có giải nghệ đấy làm gì nữa. Thứ hai này, tiếp tục đấy, đầu tiên các bạn phải học hỏi, không hỏi cái gì, học hỏi cái gì, học cách người ta đăng bài, học cách người ta đăng hình. Đấy, đại lý của tôi nhé, tôi còn vào tôi phải là em đưa hết hình của em đây, anh chọn cái hình là em đăng, còn không biết chọn hình cho nó đẹp thì cái đấy cũng là bình thường thôi, bởi vì người ta không có ngu về thẩm mỹ. Mình biết thì mình phải bảo người ta, đừng có chê, đúng không ạ? Tư duy thế tích cực rồi đi đấy, viết bài như thế nào, tại sao bài này nhiều xe thế, bài kia lại không có xe nào, tại sao bài này nhiều người đọc thế, bài kia không có người đọc, đặt câu hỏi. Thế rồi thì sao ạ?
Mình làm thành công cho mình rồi, mình phải dạy lại cho đại lý. Đấy là mô hình copy đúng không? Copy đúng không? Muốn một hệ thống phát triển mạnh thì tất cả các đại lý phải mạnh. Đừng bao giờ nghĩ là ôi đại lý này nhập có 3 triệu không thèm tiếp nó. Bởi vì rất nhiều người nó bùng lên được từ 3 triệu. Mình lại tập trung vào cái đứa 30 triệu nhưng mà đứa ấy làm nó bất ơ. Không được. Bài giảng là như nhau, được chưa? Tiếp tục mà hãy bắt đầu từ những điều đơn giản, điều này rất khó nhé. Mọi người thường đi học về, mọi người thường nghĩ là hồi học hội thảo anh Phan anh tưởng học được những cái điều gì đấy phải rất là chiến lược, phải rất là kinh khủng, đúng không ạ? Phải những điều mà em chưa bao giờ được nghe. Nhầm đấy. Nếu mọi người nghĩ rằng thành công được bắt đầu từ những cái chiến lược kinh khủng là không phải đâu. Thực ra thành công lại bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Chưa bán hàng trên Facebook bán đi, chưa đăng hình ảnh đăng đi, chưa viết bài viết đi, ok? Hiểu ý tôi không? Chứ không phải chiến lược nào hôm nay anh phát để dạy cho em chiến lược bán 1000 đơn một ngày làm được, làm được. Và về chạy khoảng tuần là sắp mạng ngay. Đơn giản nhập hàng vào đây, xong rồi đổ quảng cáo 100 triệu một ngày ra 1000 đơn ngay mà. Nhưng mà lỗi sổ phó của lỗ đơn là lãi được 100.000 nhưng chạy quảng cáo hết 200. Cái chuyện 1000 đơn với tôi khó, có lãi không không? Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản. Suy nghĩ về điều đơn giản là gì? Làm sao Facebook của mình thêm hot, làm sao người ta vào người ta thích, làm sao web của mình tăng được truy cập, làm sao kênh YouTube của mình thêm được sắc. Cứ đặt những câu hỏi như thế và đi tìm câu trả lời, đúng không? Đấy, tôi lại kể một cái ví dụ của cái bạn bán túi. Mọi người có muốn xem bạn ấy không? Bây giờ tìm cho tôi bạn Sophie Phạm, túi hàng hiệu. Đấy, Sophie ở bên dưới đấy là đúng đấy, nhưng mà kia là Sophie House. Sửa cái chữ House đi thành Sophie Phạm, túi hàng hiệu. S-O, đấy, P-H, P-H nói ngay bên dưới đấy, I-E, đúng rồi. Đúng rồi, bạn đầu tiên nhé, bạn đầu tiên chúng ta hiểu. Tôi biết các bạn biết rồi. Từ hướng dẫn các bạn ấy từng lên tí bởi vì bạn ấy không biết. Không sao cả. Bạn ấy kiếm cực kỳ nhiều tiền luôn. Nha, thu nhập bạn ấy tiền tỷ mỗi tháng. Nhưng mà bạn ấy không biết cái này, chuyện đấy rất bình thường. Bởi vì bạn chưa bao giờ bán hàng online. Tôi phải sửa các bạn ấy từng lên tí. Em phải đặt là Sophia Phạm mở hoặc túi hàng hiệu. Em phải đăng hình lên đây, em phải viết cái gì. Một cái câu nói gì đấy hay ho ở trên trang cá nhân. Rồi em phải viết bài, em phải đăng hình. Từ trước đến giờ bạn không bao giờ đăng. Trên Facebook có được 50 người bạn. Không bao giờ làm. Nhưng những người này làm ấy, họ cực kỳ thành công luôn. Tôi ấn tượng nhất là ngày đầu tiên tôi dạy các bạn ấy, 9 giờ tối dạy đến 2 giờ sáng. Dạy qua điện thoại. Cái gì cũng hỏi. Còn học viên ở đây không mất tiền, thế thì không hỏi gì. Rồi đi về vẫn nghèo như thế thôi. Nói thật, người ta không có điều kiện chuyển rất nhiều tiền cho tôi, xong không gặp nhau được, gọi điện thoại. 9 giờ tối tôi dạy đến nay. Nhưng mà tôi rất là vui bởi vì người ta cực kỳ muốn học. Tôi đưa cho bạn một cái bài giảng về live stream 20 trang. Bạn nói với tôi là em học thuộc hết tất cả thứ thầy đưa ra rồi trong đúng một ngày. Rất là thông minh luôn. Và ngày nào tôi cũng vào, tôi bảo là thầy rất ngưỡng mộ em. Cực kỳ ngưỡng mộ. Hôm nay bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Sinh năm bao nhiêu? Ở đấy 92 bằng tuổi hồ đấy. Dạ là dạo này ta hay về cái độ 92 này. Rất là siêu, rất là giỏi. Mà các bạn nói là bạn ấy trẻ ấy, bạn ấy có tiền, bạn ấy bận, bạn ấy không bận, quên gì, các bạn không bằng bận của bạn ấy đâu. 20 tỷ tiền hàng trong tay thì không thể không bận được. Bận tối mắt tối mũi luôn, con 7 tháng tuổi mà người ta vẫn còn học như thế.
Thì các mẹ đến đây học miễn phí, còn trả chịu học, hỏi, trả chịu hỏi. Ngày nào tôi cũng phải nghe điện thoại.